xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Mạnh Cường Đắk Nông Sao. Và ngày hôm nay đây, trước mặt anh em mình sẽ giới thiệu tới anh em một cái sản phẩm mà có lẽ là phù hợp với tất cả mọi người. Đây là một cái chiếc tai nghe, hay gọi là headphone. Cái này của hãng Behringer anh em nhé. Cái model của nó là BDG-1000. Thì với chiếc tai nghe có giá rất là bình dân, nhưng mà tuy nhiên thì chất lượng nó rất là vượt trội. Cái này thì hiện tại bên mình bán ra với giá là 530.000 một chiếc này nhé, 530.000 đồng không bao gồm phí ship. Hàng chính hãng của Behringer anh em nhé, không có hàng nhái đâu anh em ạ. Đây là chiếc hộp của nó, thiết kế bên ngoài chiếc hộp của nó. Anh em nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Làm rất là chắc chắn. Nhìn chiếc hộp thôi là đã thấy bắt mắt rồi. Đấy, có mã vạch cho nó các thứ luôn anh em. Cứ xem. Giá chỉ có 530.000 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp bên trong xem có gì nhé. Cái này mình đã rạch cái khui sẵn rồi này. Đấy, mở cái nắp ra. Bây giờ đổ ra xem là có gì này. Wow. Đây. Dây rất là dài. Đây, sợi dây của nó đây nha. Đây, lát là mình tháo rồi, mình đeo lên cái tai cho anh em xem luôn. Đây, headphone Behringer. Cái này chúng ta dùng để chơi DJ hoặc là chúng ta nghe nhạc, mix nhạc này nọ các thứ, kiểm âm rồi, tùy nhu cầu để sử dụng. Đấy. Rất đẹp đúng không anh em? Đây, cái tai này, cái này đeo vào rất là êm đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ dựng cái máy quay lên, mình quay thử cho anh em xem. Đeo vào tai, quay cho anh em xem nó có đẹp không nhá. Tuy nhiên mấy anh đẹp trai chứ còn như mình xấu xấu đeo này lên chắc cũng nhìn nó không được ra mẫu cho lắm anh em. Rồi, Behringer BDG-1000. Bây giờ mình sẽ gắn cái máy quay lên cái chân và mình sẽ đeo headphone vào cho anh em xem nha. Đây, chân máy quay của tớ đâu rồi? Đây, chân máy quay siêu to khổng lồ của mình đây. Dây rất là chắc chắn anh em. Thì ở cái đầu kết nối của nó là đầu 6 ly anh em nhé. Và mình bật ra thì nó sẽ là thành đầu 3.5. Thì đầu 3.5 bây giờ mình sẽ gắn một cái iPod để nghe nhạc thử xem nó có hay không ạ. Ôi, kêu rất là lớn. Chưa kêu vào tai mà đã nghe rất là lớn rồi nha. Rút ngắn dài tùy theo cái đầu chúng ta kéo sao cho nó vừa ha. Rất phê. Sướng lắm, bass rất là căng anh em ạ. Cái headphone là hàng chính hãng của
bên G, giá thành rất là tốt, giá chỉ có 530.000 đồng, quá bèo nhèo luôn anh em, quá rẻ luôn nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0946734646. Anh em lưu ý là giá sản phẩm là 530.000 đồng, không bao gồm phí ship nhá. Và anh em cũng nhớ ủng hộ Cường bằng cách là nhấn cái nút subscribe đăng ký kênh YouTube của Cường, đồng thời chúng ta nhấn cái nút chuông thông báo bên cạnh cái nút đăng ký ấy, để anh em sẽ nhận được các cái video mới nhất đến từ Cường anh em nhé. Rồi bây giờ chào anh em nhé, cảm ơn anh em đã theo dõi channel của Cường.